Đầu tiên là em cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì là ngày hôm nay em làm không đau một chút nào cả. Có chăng thì chỉ là một chút kiểu hơi giống kiến cắn thôi ạ. Đấy, ngày hôm nay thì sau khi mà đã sở hữu một cái bộ lông mày mới, các chị nói là trong khoảng tầm 5 ngày thì sẽ bong, nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà vừa làm xong em đã cảm thấy là em ưng ý rồi. Trước tiên là một cái không gian rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp, khiến cho mình vui, cảm giác rất là dễ chịu khi mà bước vào những cây. Tiếp theo là nhân viên rất là chu đáo, rất là nhiệt tình, làm mọi thứ rất là nhanh. Cái điều mà Yến thích nhất là tất cả mọi thứ rất là nhanh, có thể tiết kiệm được công việc. Ở cái công nghệ mới này thì chị thấy là khi làm xong như này thì nếu để bình thường mà để bản thân chị nhìn một người mới làm như này ở một người thì chị cũng không nghĩ đây là họ vừa đi làm lông mày, họ vừa mới bước từ cơ sở làm lông mày, cơ sở phun xăm ra và đó. Hôm nay mình đã trải nghiệm một cái công nghệ hoàn toàn mới, đó chính là hair shop. Cái lông mày của mình hôm nay mình nhìn thấy nó cá tính hơn, thậm chí là mạnh mẽ hơn, và có một cái cảm giác nào đấy khi mà lúc mà trước khi mà mình làm mình rất là sợ, bởi vì là cái tiếng máy cũng như là cái cảm giác khi mà mình chuẩn bị bước chân vào làm mình rất sợ, nhưng mà sau khi mà làm xong thì mình thấy hoàn toàn rất là bình thường, không đau đớn gì. Cái lời cảm ơn phải là từ Trang, rất là chân thành cảm ơn cún, chân thành cảm ơn Vika, bởi vì là đã mang đến cho mình một cái diện mạo rất là mới, một cái trải nghiệm cực kỳ mới.